em mới ngủ dậy dọn dẹp. Đáng lẽ là phải ăn và uống cà phê mới có sức để làm một cái clip, nó cũng khá là quan trọng để trả lời đến những cái fan hâm dọa đổi trắng hay đen. Thiệt ra là Huy nên ngồi thiền để tĩnh tâm, để nói chuyện sẽ cho ở một cái mức độ vừa phải á mọi người. Cái đèn chỗ này nó bị hư, nhưng mà Huy cũng chưa có ngồi thiền được, cho nên là đôi khi sẽ cũng chưa có đủ tĩnh tâm. Nhưng mà không sao, tại vì fan hâm dọa rối riết quá, cho nên là mình phải trả lời luôn trong cái clip này là như thế nào, để cả nhà khỏi có thắc mắc. Mà thiệt ra cũng không có ai thắc mắc gì đâu, tại vì mọi người nếu mà ai mà có đủ một cái năng lực cũng như là một cái tấm lòng bao dung cũng như là hiểu chuyện thì cũng biết là những cái người đó là những cái người mà hại và phá Huy, cũng như là những cái người mà xem mà giống như là không có vừa ý á, không có vừa ý họ thì họ họ hại Huy, thì họ hại rất là từ từ rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ Huy nói luôn, đầu tiên những cái người đó thiệt ra là chỉ có mấy người thôi, ba người, cái chị gì đó, cái chị hồi xưa kêu Huy tâm thần á, thì chị comment là bộ em bị hack đó. Huy đọc ra không, cũng Huy đọc ra nó cũng hơi khó, nhưng mà Huy chỉ đọc vậy thì mọi người tự hiểu ha, tại vì mọi người cũng sẽ theo dõi, là mọi người cũng sẽ thấy là Huy có đăng những cái clip Huy chạy đi chỗ khác, vì đi club gặp người làm quen mà Huy sợ. Huy chạy đi thì chị nói ấy, chị coi chị nói bộ em bị hack, chị ghi ra thì nói ủa chị biết cái đó hả, rồi chị ấy sao chị nói tiếp em. Cái chị đó là cái ngày xưa là chị kêu Huy tâm thần, và chị Huy nói chung là Huy không có chấp nhận, và Huy cũng mượn những cái điều giống như là tâm thần là phải nhảy 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 rồi có, nói chung là chị hù mình, chị muốn chị vợ chồng qua chị qua kiếm em này nọ, rồi Huy có làm clip xin lỗi đó, để cho nó, để cho mình ở một mình để tâm trí mình nó được bình thường, cho chứ không có để những cái người đó hù dọa thì mình thành tâm thần thiệt. Chứ thiệt ra cái sự xin lỗi đó nó cũng không có phải là xin lỗi thật tâm đâu, nhưng mà Huy biết người ta hại Huy, cho nên là Huy cũng muốn yêu bản thân mình làm clip vậy để mình ấy á. Chứ chưa, chị ghi Huy bị vậy thì Huy nói bị vậy thì sao, thì chị nói ừ thì em tới cái em chị em qua bên đây nè, chị em liên lạc với chị dẫn đi tới cái hiệp hội gì đó. Ủa mà sao chị rành về cái hiệp hội đó vậy, bên đó vậy hả, bộ nhà chị có người hay là chị hay là gì, chị biết cái hiệp hội đó nằm ở đâu không? Nói chung á là chị ơi, cái chuyện mà chị hại em, chị theo em, những cái người mà bệnh về là người ta được giữ bí mật đó, chị biết mà. Nói chung là chị hại em đủ rồi, chị nói em bị vậy thì em cũng nhận luôn á, nhận luôn để chuyển qua tiếp cái người thứ hai là nói hại Huy, là Huy nói Huy bị bệnh sắp chết này nọ mà lừa dối mọi người á, là cái thằng đó đó, tao kêu mày cái thằng luôn, tại tao chưa có ngồi thiền, mày hại tao đủ đó. Mày là cái người mà comment mày là cái người mà comment nói tao á, là tao làm một cái clip rất là ý nghĩa, bạn tao bị stress bệnh phải uống thuốc tâm 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 lý,
nói chung là mình bị người khác làm ảnh hưởng mình về cái tâm lý mình đang bật lên thì cũng không có tốt mọi người, nhưng mà giờ cũng chả biết làm sao. Thì cũng làm một cái clip thông báo luôn chứ cũng chả ai mà muốn biết có bệnh gì hay gì đâu, chỉ có những cái người đó người ta cố gắng chọc ấy này nọ để Huy tức, để Huy nói ra, để cho Huy mất luôn một cái quyền được sống tự do và bình yên một cái cuộc sống bình thường á. Giờ Huy cũng nói thiệt luôn á, là cái chị đó chị nói đúng chứ nó Huy đâu cãi. Ngày xưa chị nói Huy tâm thần thì Huy cãi, nhưng mà bây giờ là chị nói Huy bị á, là Huy bị á thiệt á. Nhưng mà nói chung là đợt về Việt Nam mọi người cũng có người thấy Huy bị dị ứng này nọ, cũng comment là Huy đi chết này nọ đi. Thiệt ra là Huy quay lại Thái Lan một mình ngồi đây sinh nhật và này nọ rồi là Huy có chết lại hết, là Huy không có bị. Huy chết thường xuyên lắm. Huy cũng yêu thương bản thân mình, cũng giữ gìn dữ lắm. Nếu mà có bị hại thì cũng mua thuốc để uống, có những cái thuốc để uống đó mọi người, 28 ngày này nọ để bảo vệ đó. Sáu bảy năm ở đây thì phải có những cái lần như vậy mà mình không có chia sẻ thôi. Nhưng mà cái thằng mà nó nói Huy á là lừa dối khán giả, là trong một cái clip ý nghĩa Huy nói là Huy có một cái cuộc sống, cái tuổi thọ không có bình thường á. Nó vô nó nói rồi chừng nào mà Huy chết á, nó tự khơi gợi hết, xong nó vô nó comment này nọ rồi nó ấy mình, rồi xong nó xóa hết những cái comment đó để cho mình nói chuyện, giống như là nó xóa dấu vết đó, nó phá và nó xóa dấu vết. Tao chưa có ngồi thuyền, tao chưa có ngồi thuyền cho nên là tao cũng chưa có tịnh tâm. Nhưng mà tao nói thiệt, khi mà một con người nó ra đi á mày, thì cái xác, thể xác là cái linh hồn của người ta đi theo, nhưng mà cái nghiệp lực á nó ở lại. Cho nên á tao lại mày, tao á, tao đi á, tao muốn là tao không có phải là một cái con người mà phải mang nhiều cái nỗi uất ức hoặc là những cái ấy. Tao muốn nhẹ nhàng, tao không có muốn làm phiền hay là gì ai hết. Cho nên là mày có hại tao, mày nói tao là lừa dối bệnh, là không có bệnh này nọ, mình thông báo này nọ, rồi mày đủ kiểu hết, mày vô mày nói tao là này nọ. Tao cũng không cần nhớ những cái comment của mày, nhưng mà tao nói là mày nói bộ chân này chết, làm sao tao biết tao chân này tao chết? Tùy cái sợ thể kháng của mỗi người, cái sức của mỗi người, có bệnh gì khác không, rồi uống thuốc có đều hay không, rồi dưới cái ngưỡng này nọ rồi này nọ, rồi coi thử có bệnh khác hay không. Mà người ta nói chung nó cũng yếu, cho nên là, nhưng mà có yếu là ta cũng chưa biết khi nào ta chết. Mày hỏi vậy sao tao trả lời? Mày hỏi ngày sinh nhật tao thì tao biết, tao có nói đó. Chứ mày hỏi ngày chết, bộ mày giết tao sao, mày giết tao trót lọt hay sao, biết tao chết giờ nào? Canh tao giết tao cũng giết tao, tao cũng đâu biết là tao chết ngày nào đâu. Mày canh giết tao trót lọt cũng phải biết cái giờ cái phút tao 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 hơi cắt thở chứ, làm sao tao biết được cái giờ. Mày vô mày comment, mày phá đủ hết, mày nói tao là lừa dối khán giả rồi để câu view rồi bán hàng. Tao bán cái gì? Mày ăn nói ngu si đần độn. Đáng lẽ cái clip này nó cũng tịnh tâm đâu mà tao chưa có ngồi thiền để cho khán giả coi nó ấy, nó nhẹ nhàng. Mà nói chung á là tao bị cái bệnh này rất là đáng sợ. Nó đáng sợ là tại vì từ ngày xưa người ta tuyên truyền này nọ và những cái hình ảnh làm từ ngày nhỏ, là cho nên là khi tao biết kết quả là tao như là chết rồi, là những cái ngày đầu tiên nó khủng khiếp. Tao đi ngoài đường tao không dám nhìn ai hết mày, rất đáng sợ. Nhưng mà bây giờ á nó vẫn đáng sợ, nhưng mà nó cũng có thuốc uống và nó cũng không có chữa được, nhưng mà nó làm không lây nhiễm trong cộng đồng, hiểu không? Mày hiểu không? Nói chung là cũng có những người khỏe mạnh người ta sống lâu, nhưng mà cũng tùy, mình phải nhìn đúng sự thật, hiểu không? Cũng tùy cái người. Nói chung có người có cái bệnh khác giống như cô Vi, cô ơ rồi đó. Sao có người bị ấy đi ấy, có người không, nói chung vậy á, hiểu không? Còn mày, mày hại tao, mày hại đủ, mà mày nói ngu si, ăn nói ngu si đần độn rồi mày mày nói với bà chị khác nữa, bà chị đó cũng hại tao,
Người thì nói là ta không có bệnh, người thì nói ta bệnh gì không trả lời. Ăn nói với nhau mình phải hợp hợp nhất lại, trò chuyện với nhau hợp nhất lại. Chứ người thì nói đầu này, người nói đầu kia, nó không có cùng với nhau, nó ngu, muốn hại người khác cũng phải có cái đầu óc. Hiểu không? Mày hiểu không? Thằng khốn kia. Rồi cái chị đó cũng nói, ý là cũng nói móc nói méo rồi. Mà tụi bay vô hôm qua là tấn công tao, để cho tao, hôm qua là tao bị cái bệnh này là tao khao khát được sống lắm, mà hôm qua tụi bay tấn công bằng lời nói á, là tao muốn quy y ngay tại phòng luôn á. Tao bị bệnh này á, chứ mà những cái lời nói của tụi bay mới là gớm, nói khủng khiếp mà lừa dối mà đổi trắng hay đen mà tấn công xong rồi tụi bay xóa. Tụi bay quá ghê, tụi bay xóa để cho tao ta làm clip để cho mày cảm giác nó ấy rồi 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 để cho tao mất đi những cái ấy đó. Nhưng mà giờ tao cho tụi bay thỏa mãn luôn nè, tao nói luôn á là tao bệnh vậy đó, tao bệnh vậy chứ mà tao đâu có hại ai, còn tụi bay là hại tao, hại mà ngu, hiểu không? Ngu hại mà học ngu chưa tới, nhưng mà nói chung là cũng hại tới nè, giờ tao cũng công bố luôn đó, còn không ấp mở vậy đó. Rồi nói cho cái chị đó, chị nói em để ý nó đi, nó cái mắt gì là cái gì, liếc qua liếc lại rồi cái môi mỏng rồi này nọ. Cái môi tao đâu có mỏng đâu, nhìn nè, nhìn nè, nhìn vậy chứ không có mỏng. Mà cái môi mỏng thì sao, thì tao tao chửi tụi bay hả? Cái môi mỏng là tao chửi tụi bay chứ tao đâu có khôn khéo giữ mối quan hệ những cái người này nọ. Như mày vô mày comment rồi tên người khác rồi vô này nọ rồi ai cũng sợ chạy. Tao là cái người mà này giận người ta đó, tao ngu, tao không có khôn khéo, tao không có chơi giàu có rồi, tao không có khôn đó. Mày đừng có mày vô mày đổi trắng thay đen rồi mày khích này nọ, mày biến khỏi cái này đi. Tụi bay nói là đừng có vô này nọ nữa, mày vẫn cứ vô. Cả hai ta ta làm YouTube 2 năm nay, tụi bay vô tao canh me, biến mày tụi bay đây nha. Rồi nói tao ấy này nọ, quen khích rồi vô quen nhiều này nọ. Ừ tao vậy đó, tao quen nhiều này nọ. Tại vì sao cái túi Gucci tao mất á, giờ tao nói là cái người đó chưa có xuất hiện lên đây này nọ cho tao. Nếu mà có người đó có xuất hiện trên TV rồi tao cũng không dám nói. Tính mạng tao bị bệnh vậy chứ mà tao vẫn khao khát được sống. Cái túi cái Gucci này nọ, đồ quần áo của tao này nọ là bị lấy, mà người đã chưa có xuất hiện thì chỗ này trên cái kênh của tao. Tao có những cái người bạn rất là yêu thương tao, tao không có đổi người bạn mà tao gặp lại những người bạn cũ yêu thương tao. Tụi bay đừng có vô mà phá tao, tao chưa có ngồi thiền. Nhưng mà những cái người mà coi người ta hiểu là người ta biết đó. Tụi bay chỉ có tụi bay vô tụi bay đổi trắng hay đen, tao nói tao không cuộc sống bình thường, mày hỏi chừng nào tao chết. Rồi tụi bay nói ừ tao vậy đó, tao nói cho biết tao bị như vậy nè là tao tự trách bản thân tao, tao không có trách ai hết đó. Tại vì tao gặp nhiều chuyện buồn quá, tao không có tiền, tao cũng không mua thuốc uống, tao cho thí luôn, bị lừa tao cho thí luôn đó. Để tao bị như tao muốn chết, lúc đó tao nghĩ tao muốn chết, nhưng mà ai ngờ tao bị cái bị lừa, cái bị thiệt. Trời ơi cái chừng tao sợ quá, tao sốc quá. Cái ai ngờ tao muốn sống, cũng nhờ cái bệnh này mà tao thấy cuộc sống nó ý nghĩa hơn, tao yêu thương cuộc sống hơn, nó sống ngắn hơn, sống không được bình thường nhưng mà tao thấy cuộc sống nó ý nghĩa và nó nhận ra nhiều điều hơn, được không? Mày thấy được không? Tao muốn ra đi nó rất thanh thản, tụi bay cứ đi theo bám tao hòa đi. Tụi bay mới là cái con người mà phải suy nghĩ và trách móc người khác, là tụi bay mới là người tiêu cực, và tụi bay đang có những cái năng lượng tế bào tiêu cực. Nhiều khi tụi bay
nhiều khi tụi bay đi trước tao á, tao có bệnh, nhưng mà nhiều khi tụi bay là những cái tế bào đó suy nghĩ và những cái lỗi lầm của người khác và trách móc người khác á, là tụi bay mới là những cái người mang bệnh mầm móng bệnh đó. Tao bị bệnh vậy á, tao chữa không được, chứ mà tụi bay á, là bệnh nó ăn vô rồi tụi bay chết trước tao á. Tao nói thiệt, trước né tao ra, tao không, tao muốn ra đi thanh thản lắm, đừng có mà vô mà kiếm tao nha. Mà tao cũng buồn ghê hồi xưa, nói chung là tao cũng muốn ăn uống mấy cái thuốc để bảo vệ này nọ rồi đó, như tụi bay nói đó, đó phải tao đó là tao đổi gì đó. Cái bác sĩ tao nói tao muốn uống mấy cái thuốc bảo vệ, mà nói chung là người ta cũng không có chỉ mà ai tận tình, mình không có giúp. Tao vô tao bị xong tao trách lại, xong ông bác sĩ nói ừ tại thì ông cũng biết, ông không có chỉ này nọ rồi ông cũng, nhưng mà ông nói là do mày thích sướng nhiều quá này nọ. Ừ thì đúng, cho nên là tao bị sướng nhiều quá, cho nên tao bị ừ ý tao trách tao là do hồi ông không có chỉ tao uống cái thuốc đó. Cho dù tao muốn sướng nhưng tao cũng không có bị như ngày hôm nay, nhưng mà không sao hết, là lỗi do mình, được chưa, là do tao, tao muốn sướng nhiều. Ok, nói chung là trách mình cho nó nhẹ nhàng chứ giờ sao mày, mày vô mày phá tao hoài vậy. Nói chung cái clip này cũng không có hay, nhưng mà ta cũng làm theo đúng cái nguyện ý của tụi mày, tại vì ta cũng muốn tụi mày sống nó thanh thản, chứ đừng có mà vô mà đeo bám tao hoài. Nhiều khi tao bệnh gì chứ mà tao còn sống lâu lắm á, tao sống lâu hơn tụi mày chứ cũng không phải lâu lắm, tại vì sức khỏe tao nó cũng không có, nói chung có những cái người bệnh người ta cũng sống lâu nhưng người ta khỏe, mà tao bệnh gì tao mới biết là có nhiều người bị xong người ta cũng có con có ô đồ cũng không có bị. Rồi á, cái trường hợp của tao cũng hiếm lắm, tao bị nhưng mà bác sĩ nhìn vô cái tờ giấy ủa sao không có virus vậy, bắt tao đi khám lại lần nữa, tao check lại lần nữa, nhưng mà là có, check kỹ là có, nhưng mà trong tế bào chứ trong máu tao không có, hiểu không? Trong máu tao không có thì nó không có gọi là ca ca, gọi là không có lây nhiễm cho người khác á đó. Đó vậy đó, hiểu không? Thì ta cũng mừng ghê, tại vì ta cũng không có ảnh hưởng đến người khác, nhưng mà tao nói lên đây để cho nhiều đứa nó biết là tại sao là tao bị vậy, mà còn có những cái người bạn yêu thương tao là nó không tin, nó tưởng tao lừa, đi lừa người ta, là lừa gì, tao ghi tụi bay ghi rồi tao up lên top top này nọ, chữ chữ H đó, chữ HI đó, tao đang up lên bình thường, lừa gì ai mà không biết tao bị, ta thương ta người ta bình thường, gặp người ta nhờ cái sự yêu thương mà sống, mà không có rụt rè ấy này nọ, không có giọng cố gắng mà sống ấy lên, bình thường lên, mặc dù là có bệnh đó nhưng mà cứ cố gắng và nhờ cái sự yêu thương của những cái người bạn của mình vượt qua được. Mà tao nói vì sao tao không công bố cái bệnh, tụi bay tự biết vì sao rồi không? Và tao cũng nói thêm cái lý do vì sao tao mất cái túi Gucci, tao mất đồ là vì tao, những cái người làm quen tao là tao nói tao bị gì hết, có làm quen thì gặp, nhưng mà người ta tưởng là tao ý là người ta thấy mình bị là giống như là coi thường mình, nhưng mà thiệt ra không phải, người ta giống như là người ta cái tính của người ta chứ không phải ấy, mới gặp lần đầu mà lấy cái mượn cái quần ta đang mặc mà vẫn mượn, xong rồi bắt đầu lấy lý do qua em xin ngủ này nọ đồ, nói chung là không có gặp nha, chưa có ở xuất hiện ở trên đây, thì lấy đồ lấy ô mượn đồ được mượn ô của tao, tao cũng hết hồn luôn, cái quần chọc ém mà cũng ráng thử cho nó vừa rồi lấy mà
Đồ tao mới mua lấy mặt, xài hết mỹ phẩm rồi lấy hết tỉnh bơ luôn. Mà tao nghĩ là người ta ủng hộ tinh thần tao những cái đó, tao không có ấy. Tại vì cái túi Gucci này nọ tao cũng có, tao cũng đường này tao không đi, tao cần gì sao xài cái đó tao cũng xài. Lấy luôn, lấy của tao luôn xong bỏ đi luôn, không trả lại, còn nói những cái gì gì ý là khôn lắm, ý là gì á, làm cái gì mà có, nói chung là có cái được cái gì của chỗ, cái chỗ làm á, giống như là kêu kêu tao đi xong rồi tao đòi cái túi Gucci lại, nói xong bắt đầu nói là lấy trả lại cái tiền mà tao cho tao đi tốn thời gian tao đi một mình rồi trả lại. Mà trả lại có nhiêu đâu, cái tiền đó không có nhiều á, do sao cái túi đồ của tao. Mà xong tao nói cái túi đó là kỷ niệm của cái người giúp tao cho tao, mà tao là lúc mà tao túng thiếu quá tao đi bán á, thì người ta nói là cái túi giả, cho nên mày đừng có đi bán tại vì cái túi đó là túi giả. Thì tao nói vậy á, tao cũng mắc cười. Nhưng mà nói chung mấy cái đồ tao mới mua lấy hết trơn à, cái túi đồ á, cái túi đi chơi du lịch tao nói trả cho tao đi, để tao đi giờ tao buồn quá, tao bị vậy á này nọ. Mà người ta biết mình bị vậy xong người ta thấy mình khôn quá, người ta nói là mày đừng có đi lay này nọ, ý là người hiểu không, người ta biết mình bị bệnh trong, người ta cho nên người ta sẽ đè xuống bằng những cái biết của mình ghê lắm mày. Cho nên đó là cũng là lý do là ta không có nói, nhưng bây giờ ta nói đó, ta nói cho tụi bay biết, tụi bay hả hê lên, tụi bay nói ta không có bệnh, rồi đứa thì nói ta có bệnh đó, ba đứa tụi bay. Nói chung ta cũng buồn nhưng mà không sao hết, ta thấy cuộc sống nó ý nghĩa ấy hơn. Trời ơi, nhiều khi mấy cái lúc mà tao đi bệnh viện này nọ đâu, người ta đâu có cho quay phim chụp hình, chỉ có cái lúc đầu á là người ta cho để tao up cho coi, còn mấy cái lúc mà rút 8 ống máu này nọ tao ngồi tao muốn xỉu luôn, tao muốn xỉu rút 8 cái ống máu mà chưa có kịp đứng, chưa có kịp rút, vừa rút ra bắt đứng dậy liền cái bài đó, mà đứng dậy tao té xỉu luôn, tao muốn té, có nghĩa là dạ, đứng dậy mà tao bị té xỉu cái này. Rồi mấy cái con bé ở sau nó cũng bị giống ta, nó nhìn ta tội nghiệp. Xong rồi ta đi ra rồi nhiều lần vô lại cái ông làm chỗ đó, cái đó ông gặp được, ông hơi bị ấy ấy này, ông nói tôi cũng sống đừng có nói ấy, ông nói chuyện ông bị gọi cái đầu, người ta nói ủa anh bị lâu chưa, ông nói ừ anh bị như năm đó vậy, hiểu không? Tôi nói ông ủng hộ tinh thần, tao nói chứ ủa, tao tính trong đầu tao tính hỏi ủa anh, do anh uống thuốc nhiều cái đầu anh nó bị vậy vậy hay là do anh bị vậy vậy từ đầu, nhưng mà mình hỏi thì cũng kỳ quá cho nên là thôi tao có hỏi, tao chỉ cả biết cảm ơn ổng là cũng động viên tinh thần nói chuyện với tao, hiểu không? Mà tao nói lên đây á là để cho mấy cái đứa mà bạn của tao, có nhiều đứa nói chứ mày bị vậy sao mà bạn mày vẫn gặp này nọ nhiều chuyện, ý là nói là sao những cái gặp vẫn gặp đồ này nọ là không tin đó, thì giờ tin chưa? Người ta biết hết trơn, người ta bình thường, người ta yêu thương tao lắm, chứ không có ấy như ý nghĩ tụi bay đâu. Tụi bay nghĩ là họ là giống như là tụi bay là gặp người khác là tụi bay hút 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 mờ âu mau sắc thọ của người khác hay sao mà tụi bay sợ dữ vậy? Hay là tao gặp tụi bay là tao cầm cái gì vô họ rồi mắc cười quá. Nói chung là tao cũng chưa có ngồi thiền cho nên tao ăn nói nó cũng ấy. Nhưng mà tao ăn nói nó cũng đúng người đúng chỗ, tại vì đi với Phật là mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tụi bay là ma là quỷ, tao bị bệnh cho tao chưa muốn chết. Còn là tao, những cái lời nói của tụi bay là những cái lời nói mình thấy làm cho người khác dí vô đường cùng luôn. Nhưng mà không sao, cũng may là tinh thần tao nó mạnh, tao ở một mình này nọ vậy á, chớ mà họ tao đi test cũng bảo vệ này nọ, ta đi ta buồn nhiều chuyện buồn quá cho nên là những cái lúc mà giờ ta buồn do lúc nhiều lúc ta không có ấy tiền này nọ rồi rồi bị nhiều chuyện buồn quá, nhà cửa này nọ rồi tùm lum hết nó dồn vô. Nhưng mà sau những cái chuyện đó giờ ta bị bệnh, ta là muốn sống cho nên là tụi bay đừng có đi hại ta nữa.
đỡ cho tao sống bình thường đi, hiểu không? Còn né tao ra, tao nói tao bị này, né tao ra, đừng có vô phá tao nữa, hiểu không? Để cho nó đi nó thanh thản này nọ, chứ mà gì mà phá dữ vậy? Đâu có ai mà bắt tao nói đâu, tao làm những cái clip ý nghĩa, những cái clip giống như họ là họ ta ủng hộ bạn tao, tao nói bạn tao gặp chuyện vậy nhưng mà tao vẫn cố gắng vui tươi, cho nên là bạn tao đừng có buồn. Xong mày vô mày nói vậy, mày lật trắng hay đen mày nói tao muốn chết này nọ, rồi mày nói tùm lum hết, rồi mày nhờ những cái người khác vô comment để cho tao thất thế. Xem nhiều lâu lắm rồi mà không nói bị bệnh, không nói bị bệnh mà ý là rất khó chịu, mà hồi giờ xem lâu nhiều lắm mà không có comment một comment nào hết, mà vô comment một cái comment vậy thôi á, là xem dữ chưa, là ủng hộ dữ chưa. Tao mệt quá, thôi để tao up cho coi mấy cái clip mà tao đi một mình này nọ, tao buồn test đồ này nọ nữa, đâu có ai bên cạnh đâu đâu. Những cái người mà yêu nói yêu thương tao cái lúc, những cái lúc đó trong người tao có bao nhiêu tiền đó, tao đi test hết, làm những cái người nói yêu thương cũng đâu mất tiêu hết mày, đâu có ai, những cái người lúc mà đó không có ai, nhưng mà mất tiêu hết. Nói chung là lúc đó tao phải chống cự một mình cũng buồn lắm á, cũng buồn lắm, mà giờ tao ngồi đây tao cũng vượt qua, nhưng mà điều tao vượt qua á, nhưng mà tao cũng muốn sống cho nó ý nghĩa này nọ, mà tao gặp những cái lời nói của tụi bay phá tao hoài luôn á, tao cũng mệt, nhưng mà tao chỉ muốn nói với tụi bay là dừng lại cho tao, đừng có vô mà phá tao nữa, cái gì nó cũng có giới hạn, hiểu không? Tao chỉ muốn nói lên đây là cho tụi bay biết là cái căn bệnh của tao người ta rất là sợ, nhưng mà những cái con người như tụi bay á là hơn cả những cái con virus, hiểu không? Cho nên là cái clip này có nghĩa là tao nói tụi bay là hơn những cái con virus đó. Né tao ra, tao chưa có bệnh, tao gì tao chưa có ngồi thiền cho nên tao ăn nói gì đó, chứ mà để tao ngồi thiền xong tao ăn nói cho nó ấy hơn cho tụi bay tha tao, nhiều khi tụi bay coi chắc cũng tức lắm hơn, nhưng mà tao nói thì tao lạy tụi bay luôn á, để cho tao yên tao lành, đừng có theo tao nữa nha. Tao ăn nói nó không có hay, tại vì tao chưa có ngồi thiền, nhưng mà tao lạy tụi bay là thiệt, tao không có blog, nhưng mà tụi bay hãy đi ra khỏi cái kênh của tao. Namaste. จะนอนจ่อยอย่างนี้จะนั่งจ่อยอย่างนี้จะนอนจ่อยอย่างนี้นี่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยกลัวมากถ้ามีอะไรโอ้โหพี่มองไปทางอื่นมองทางอื่นโอ้ยโอเคโอ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้เออเจ็บตรงนี้เออปวดตรงนี้ซอยหนวดหีแน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจแล้วสะกดหีแน่โอ้โหเจ็บมากเลยสิเป็นไงล่ะพี่พึ่งเขาเด็ดนะโอ้โหโอ้โหเขาเลิศนะโอ้โห
เจ็บตรงนี้ว่าเจ็บตรงนี้สักเขาชอบนะเนี่ยคนเนี้ยเขาชอบนะใครเจ็บแก้หมกลังเหนือหมกเหนือlà lần thứ hai, tại vì người ta muốn kiểm tra thêm một lần nữa. Chắc là có chuyện gì rồi nè, sợ quá. โทรหาเขาเลยทีนะว่าถ้าคอนเฟิร์มนี้รอผลนะ